Rồi xin chào anh chị, à, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club cũng như là cái video góc nhìn chứng khoán cuối phiên ở đây nha anh chị. Rồi à, đầu tiên thì anh chị nào mà xem video thì nhớ ủng hộ cho em một à, like cùng với đó là một à, quả tim ở phần comment để giúp cho những cái video cũng như là cho kênh à, tiếp tục phát triển để mà hỗ trợ với đồng hành với mọi người nhiều hơn anh chị ha. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Ok thì à, như thường lệ thì chúng ta sẽ đi qua nhìn tổng quan về cái thị trường ngày hôm nay trước nha anh chị. À, đối với cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì đất của chúng ta đóng cửa mức là 1065,91 điểm ha. À, tăng 0,2 điểm tương ứng với mức là 0,02% thì nhìn chung là tham chiếu anh chị ha. À, và xanh nhẹ. À, và chúng ta chỉ có mức xanh nhẹ đó là tầm một cuối phiên. thanh khoản ngày hôm nay của chúng ta rơi vào mức tầm 3 sàn đó là 13.330 tỷ. ở à, đây cũng là một cái mức thanh khoản nhìn chung cũng khá là ổn so với những cái giai đoạn trước đó. Tuy nhiên là sau so một hai phiên gần đây thì mức thanh khoản này là có một cái sự sụt giảm tương đối anh chị. Về những cái mặt cổ phiếu tích cực ngày hôm nay thì chúng ta có Vietcombank này, Vinhome, Vinamilk, STB, HVN, FPT, BID uh, và DIG. Chiều ngược lại thì chúng ta có Vix, uh, vít ngày hôm qua ngày hôm qua là đóng vai trò là anh hùng khi mà đứng đỡ thị trường anh chị ha. Nhưng mà hôm nay là tội đồ anh chị. Khi mà đóng góp vào mặt tiêu cực là 1,42% ngoài ra con VPBank cũng vậy. ba uh, giảm 0,33% Masan, SSB, CTG, SAB, MWG, GVR, Hòa Phát, Techcombank, MSB là những cái mặt cổ phiếu tác động tiêu cực về những cái chuyện đồng ngành thì chúng ta thấy được rằng là nhóm ngành bất động sản hôm nay khi mà chỉ số chung những khi mà mà cổ phiếu trụ của nhóm ngành bất động sản như là vít có những sự giảm điểm thì cái nhóm ngành chung là giảm phải 87 điểm anh chị, anh chị ha. Tuy nhiên là uh, những cái mặt cổ phiếu bất động sản ngày hôm nay lại có những cái sự bật tăng tương đối tốt và đặc biệt là cuối phiên anh chị. Khi những cái mặt cổ phiếu như là đất xanh cũng kéo ATC này, Dg cũng kéo vào giai đoạn cuối phiên và đến ATC luôn. Đó thì không hẳn là những cái mặt cổ phiếu bất động sản là xấu nhưng mà chỉ số chung là mặt cổ phiếu trụ là, là giảm điểm anh chị ha. Rồi ngân hàng thì cũng như vậy luôn. Ngân hàng thì ngày hôm nay có sự đóng góp của Vietcombank khi mà tác động tích cực lên mặt thị trường là 0,56 điểm sản xuất thực phẩm, xây dựng vật liệu, nước khí đốt, du lịch và giải trí, viễn thông cố định, điện, thiết bị và dịch vụ phân phối dầu khí, công nghiệp nặng và vận tải là những cái nhóm ngành có sắc xanh và những cái nhóm ngành sắc đỏ thì chúng ta có hóa chất, bia và đồ uống là kim loại, bán lẻ, bảo hiểm phi nhân thọ là những cái nhóm ngành mà có sắc đỏ ngày hôm nay. Rồi chúng ta nhìn lại một chút với lại cái mặt thanh khoản của thị trường thì chúng ta thấy được rằng là hôm nay thanh khoản thị trường thì so với ngày hôm qua nha anh chị thì sụt giảm tầm khoảng 30 đến 40% phần trăm đối với sàn HOSE sang Hà Nội thì cũng tương tự anh chị sang Hà Nội cũng tương tự 20 đến 30 phần trăm upcom thì cũng tương tự do sau ngày hôm qua thì đều có những sự sụt giảm luôn đó đi vào cụ thể hơn về cái uh, biểu đồ của thị trường nha anh chị đối với thị trường ngày hôm nay thì ngày hôm qua chúng ta cũng đã chia sẻ với nhau về cái việc đó là phiên phân phối thứ hai bắt đầu đã xuất hiện rồi đúng không anh chị? À, khi mà cái khối lượng tăng đột biến nhưng mà cái biên độ tăng giá thì lại không có à, so với những cái phiên trước thì chứng tỏ đây là một cái phiên phân phối và phiên phân phối này là phiên phân phối thứ hai anh chị à, về cái mặt ngắn hạn. Tuy nhiên là em cũng có nói với mọi người là khi thị trường có phiên phân phối thứ hai thì cái xu hướng của thị trường vẫn chưa thay đổi anh chị có nghĩa được rằng là ở giai đoạn hiện tại chúng ta thấy là một cái xu hướng đó là dốc lên đúng không một cái xu hướng tăng dốc lên ở đây đó thì với cái phiên phân phối thứ hai này thì nó vẫn chưa ảnh hưởng đến cái xu hướng của thị trường tương tự như những cái giai đoạn trước khi mà phiên phân phối số, số 1 xuất hiện phim uh, phiên phân phối số 1 xuất hiện phiên phân phối số 2 xuất hiện thì xu hướng của thị trường vẫn chưa thay đổi nha anh chị nhưng mà bắt đầu có những cái phiên phân phối thứ thứ ba thứ tư này thì chúng ta sẽ thấy là xu hướng thị trường sẽ có những cái xu hướng là thay đổi anh chị ha đó thì mới chỉ có phiên phân phối thứ hai xuất hiện thôi thì cái việc này nó vẫn chưa phải là một cái vấn đề quá lớn đối với xu hướng của thị trường và theo Ichimoku thì chúng ta thấy được rằng là ở phía dưới của chúng ta có những cái vùng mây rất là dày những cái đường Tenkan Kijun và cùng với đó là con dao găm màu vàng ở đây là con dao găm 65 thì nó vẫn đang nằm ở đây à, chính vì vậy là cái cái việc mà vùng hỗ trợ của chúng ta ở thời điểm hiện tại là tương đối chắc chắn nha anh chị, ở quanh cái vùng giá 1056 cộng trừ. Đây là cái vùng hỗ trợ tương đối chắc chắn ở trong cái mặt ngắn hạn và vùng hỗ trợ gần hơn của chúng ta đó là quanh cái vùng 1065 trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Đó là cái xu hướng của thị trường trong mặt ngắn hạn à, trong cái khung daily nha anh chị. Và cái khung tuần ở đây thì chúng ta đang đi vào mây ha cho nên là những cái Biến động trong ngắn hạn có những sự rung lắc thì nó cũng là điều bình thường thôi Tại vì khung trung hạn của chúng ta đang đi vào mây mà anh chị Để mà thị trường có những sự thanh thoát hơn và có những cái sự vật uh, tăng tốt hơn Thì chúng ta cần phải vượt qua được cái vùng mây này Và cái vùng mây này vẫn tồn tại trong một khoảng thời gian đâu đó Tầm 2, 4, 5, 6 tuần, 6 tuần tới à, à, Một là chúng ta phải vượt qua được cái vùng giá 1085 này Là vượt qua hẳn cái mây này luôn, đóng cửa trên cái mây này luôn Thì cái lúc đó thị trường của chúng ta nếu mà tăng thì nó sẽ thanh thoát hơn rất là nhiều hai á là chúng ta sẽ phải tích lũy ở đây đâu đó khoảng tầm 6 tuần. Ở trong cái biên độ đó là kháng cự 1080 85, hỗ trợ đó là quanh cái vùng giá 1016 đó. Đó, thì một là chúng ta phải vượt qua hẳn cái biên độ ở phía trên, hai là chúng ta sẽ tích lũy trong cái biên độ này. Ở trong cái khung trung hạn anh chị ha. Đấy. Một khi mà phá lên hay là đi xuống thì chúng ta mới bắt đầu là xác định rõ xu hướng nha anh chị. Tại vì khi mà đi vào mây á thì cái khung trung hạn rõ ràng chúng ta là không có xu hướng anh chị. Khi mà đi vào mây tại vì nó cứ lung trung lắc lên xuống lên xuống lên xuống ở trong cái mặt ngắn trung hạn anh chị. Đó cho nên là về mặt trung hạn thì chúng ta tạm thời đang không có xu hướng. Chúng ta từ một cái xuống giảm đang hình đang đi qua một cái vùng đó là cái vùng không rõ xu hướng, có cơ hội hình thành một cái xung tăng mới. Đó thì cái điều này chúng ta cần phải follow ha. Khi mà nhận tín hiệu ngắn hạn vẫn đang có những cái xu hướng là chưa có vấn đề gì quá lớn thì cái khung trung hạn chúng ta vẫn có cơ hội đó là cái việc ngắn trung hạn còn cụ thể hơn đó là cái khung một giờ nha anh chị à, thì em để cái khung một giờ ở đây cho mọi người thì ngày hôm qua chúng ta thấy được rằng là đã đưa ra những cái nhận định là thị trường về vùng khách sạn đúng không Thì ngày hôm nay thị trường vẫn đang vận động xoay quanh cái vùng khách sạn này à, đó là quanh cái vùng 1065 đó thị trường ngày hôm nay cũng có nhúng xuống cũng có giống xuống nha anh chị mất cái vùng 1065 này tuy nhiên đóng cửa vẫn nằm trên ở 1065 thì thị trường nhìn về cái xu hướng ngắn hạn thì tạm thời chúng ta vẫn đang thấy là tương đối ổn nhưng mà mọi người cần phải chú ý ở đây đó là ngày mai cái vùng 1065 này nó không còn là những cái vùng hỗ trợ nữa đó cho nên nếu mà ngày mai thị trường mà tiếp tục mà không vượt được 1070 nha anh chị không vượt được 1070 mà cứ dao động vùng này á, thì chúng ta không còn vùng hỗ trợ nữa đó hôm nay là chúng ta vẫn còn vùng hỗ trợ nhưng ngày mai cái đường Kijun này nó sẽ đi lên chính vì vậy là nó sẽ không còn hỗ trợ nữa anh chị khi mà chúng ta thay đổi đỉnh đáy thì không còn hỗ trợ nữa ha đó cho nên là cái phiên ngày mai cũng sẽ là một cái phiên gọi là tương đối quan trọng tương đối quan trọng đối với lại thị trường nếu mà thị trường vượt được 1070 thì sẽ tiếp tục một cái xuông tăng tiếp tục một cái xuông tăng test lại cái vùng đỉnh này và thậm chí là có thể vượt đỉnh luôn nha anh chị có thể vượt đỉnh này tuy nhiên nếu mà thị trường cứ tích lũy trong một cái biên độ hẹp quanh cái vùng 1070 và dưới vùng 1065 này thì thị trường sẽ có nguy cơ là điều chỉnh nha anh chị tại vì thị trường sẽ không còn những cái vùng hỗ trợ mạnh ở quanh cái vùng 1065 này trong phiên ngày mai trở đi trong phiên ngày mai trở đi nha anh chị là bắt đầu từ 4, thứ tư thứ năm thứ sáu là chúng ta không còn vùng hỗ trợ 1065 này ở trong cái khung một giờ nữa Đó, chính vì vậy là À, bắt buộc một vài phiên tới chúng ta phải kéo lên chứ không là chúng ta sẽ có những cái xu hướng là không còn hỗ trợ thì cái lúc đó khi mà thị trường rung lắc điều chỉnh á, thì khả năng cao là chúng ta sẽ tìm đến những cái vùng hỗ trợ tiếp theo đó là những cái vùng hỗ trợ quanh cái vùng 1056 này rồi mới bắt đầu có những xu hướng phục hồi đó Ở thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy được rằng là cái xu hướng H1 của chúng ta thì à, chúng ta vẫn đang trong một cái cấu trúc tăng giá cho nha anh chị vẫn có một cái một cái gọi là cái xu hướng tăng giá À, cho nên là ở thời điểm hiện tại không dễ gì mà thị trường của chúng ta gãy ngay được à, thị trường của chúng ta sẽ nhung nhằng hoặc là bật tăng hoặc là điều chỉnh rồi sẽ bật tăng thôi chứ thị trường của chúng ta chưa sập ngay được thị trường của chúng ta vẫn sẽ còn những cái vùng hỗ trợ quanh cái vùng 1052 1056 đó là những cái vùng hỗ trợ trung bình giá ra đó là 1054 cộng trừ anh chị 1054 cộng trừ đó là những cái vùng hỗ trợ nhìn chung là khá là chắc chắn khi mà cái vùng mây dưới khá là dày đó, ở phía dưới nha anh chị và uh, một điều nữa đó là vindex của chúng ta mới chỉ hình thành một cái đỉnh đầu tiên thôi một cái đỉnh đầu tiên thôi chúng ta chưa có một cái dấu hiệu gì mà hình thành hai đỉnh hay là đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước ở uh, đây sau thấp hơn đây trước chúng ta chưa có ở uh, cho nên là cái xu hướng thời điểm hiện tại vẫn chưa gãy ngay được là lý do là như vậy anh chị ha đó thì đây là cái kịch bản thị trường ở trong cái mặt ngắn hạn trong một hai phiên tới chúng ta sẽ thấy được vindex một là bứt phá hai là sẽ tích lũy và điều chỉnh trong giai đoạn sắp tới trong sau uh, gần phiên đáo hạn phải sinh nha anh chị thì mọi người cần phải quan tâm. Và những cái vùng mà quanh cái vùng 1054 cộng trừ thì em đánh giá đó là cái vùng hỗ trợ rất là mạnh và mọi người có thể là nếu mà thị trường về được cái vùng này nha anh chị, về được cái vùng này chỉ sợ là không về thôi nhưng mà nếu về được cái vùng này thì đây vẫn là một cái điểm mua tương đối là tiềm năng cho anh chị khi mà nền giá ở đây khối lượng ở đây uh, nó có những cái lực đỡ ở đây cái nền giá ở đây tương đối là chắc chắn cho nên là khi mà thị trường rơi về những cái vùng nền này thì khả năng cao là sẽ có lực cầu đó, cho nên là anh chị nào mà uh, muốn tìm kiếm một cái điểm mua an toàn thì ở đây mọi người có thể là canh những cái vùng này còn ở cái vùng này là cái vùng mà anh chị có thể là tiếp tục nắm giữ hàng và canh những cái nhịp bull lên để mà tăng tích để mà chốt lời anh chị ha lý do tại sao ở đây chúng ta phải chốt lời anh chị tại vì đây là cái khung uh, khung trung hạn mà chúng ta vừa đề cập á cái vùng 1085 cộng trừ đó là vẫn là cái vùng mây rất là dài ở đây cho nên ở thời điểm hiện tại phải có một cái phiên gọi là cái phiên FTD theo mọi người hay nói là bùng phiên bùng nổ theo đá thì thị trường của chúng ta mới bứt phá qua được cái vùng mây này tại vì cái vùng mây này rất là dài cho nên để mà đi vượt qua được cái vùng mây này nó rất là rất nó tốn rất là nhiều lực anh chị nó tốn rất là nhiều lực chính vì vậy với cái dòng tiền ở thời điểm hiện tại nếu mà không có một bên nào đó đỡ ra có thể là bên tự doanh hay là bên khối ngoại họ đứng ra đỡ thì thị trường của chúng ta rất khó bứt phá được khỏi cái cạn 1085 à, Chính vì vậy là khi mà như vậy thì cái việc an toàn nhất của chúng ta khi mà thị trường buôn lên á đó, đó là cái việc chúng ta chốt bớt một phần chốt bớt một phần và tiếp tục nâng chặn lại lên, nâng chặn lại lên dần dần khi nào thị trường mất đi vùng Kijun là cái đường màu đỏ này nè thì chúng ta sẽ chốt hết và lúc đó khả năng thị trường sẽ có nguy cơ đảo chiều Đó là những cái lưu ý trong giai đoạn sắp tới nha anh chị đó thì đây là những cái góc nhìn về thị trường và một hai phiên tới mà và những cái điểm giá mà mọi người cần phải chú ý trong giai đoạn tới nha anh chị rồi xin chúc mọi người có một buổi tối uh, vui vẻ và an lành chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc uh, 7 giờ 30 trên kênh Ichimoku Club anh chị nào xem thì nhớ ủng hộ một like cùng với đó là một quả tim anh chị nào tìm kiếm những cái người hỗ trợ tìm kiếm những cái người đồng hành Sắc cánh với anh chị trong kênh đầu tư chứng khoán thì nhớ liên hệ với em qua số điện thoại hoặc là id ở trên màn hình à uh, VPS đó là Z194. Thêm sẽ hỗ trợ cũng như là đồng hành với mọi người trong giai đoạn sắp tới và trong chu kỳ sắp tới. Hy vọng sẽ là, sẽ được đồng hành cũng như là hỗ trợ mọi người sớm ha. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi bye bye.